Câu kinh 41. Người đã hoàn toàn chế ngự các vritti biến thái của chất liệu thể trí, rốt cuộc sẽ đi vào trạng thái đồng nhất với và tương đồng với những gì được y nhận thức. Người hiểu biết, sự hiểu biết và lĩnh vực hiểu biết trở thành một, giống như khối pha lê nhận màu sắc của những gì phản ảnh trong nó. Đương nhiên, câu kinh này là hệ quả của câu trước. Người tri kiến hoàn hảo bao gồm toàn bộ phạm vi hiểu biết trong tâm thức của mình, từ quan điểm của người quan sát hay là người nhận thức, và cũng từ quan điểm đồng nhất. Y hợp nhất với hạt nguyên tử vật chất, y có thể nhận biết vũ trụ tế vi nhất. Y hợp nhất với thái dương hệ, là vũ trụ rộng lớn nhất mà y được phép biết trong đại chu kỳ này. Y thấy linh hồn của mình đồng nhất với linh hồn của cả hai. Trong cái cực vi, y thấy tiềm năng. Trong cái cực đại, y thấy phẩm cấp siêu việt không thể hiểu theo quan điểm nhân loại, đưa đến sự hoàn thiện tối hậu. Hoạt lực giữ cho các điện tử xoay quanh trung tâm của chúng, có bản chất vốn đồng nhất với những gì giữ cho các hành tinh quay chung quanh mặt trời trên quỹ đạo của chúng. Và trong khoảng giữa hai sự biểu hiện thiêng liêng này, có vô số những hình thể khác nhau. Người môn sinh huyền bí cần phải nhận thức rằng các hình hài sắc tướng đều rất đa dạng và thiên hình vạn trạng. Thế nhưng, tất cả các linh hồn của chúng đều đồng nhất với đại hồn. Khi hiểu rõ bản chất, phẩm tính, chủ âm và nốt của một linh hồn, dù đó là của một nguyên tử hóa học, một đóa hoa hồng, một viên ngọc, một con người hay một vị thần, hành giả sẽ thấu hiểu tất cả các linh hồn khác trên thang tiến hóa. Và tiến trình này là duy nhất cho tất cả. Nhận biết, dùng các giác quan, gồm cả giác quan thứ 6 là thể trí, để đánh giá hình thể và cấu tạo của nó. Tập trung, một tác động của ý chí dùng các giác quan để phủ định hình thể, và người tri thức thấu đáo những gì bên trong hình thể ấy rung động đồng nhịp với linh hồn của mình. Nhờ đó, y biết những gì mà hình thể hay phạm vi hiểu biết ấy đang phát biểu, tức là linh hồn, chủ âm hay phẩm tính của nó. Sau đó là chiêm ngưỡng. Người tri thức hợp nhất với những gì trong chính mình đồng nhất với linh hồn bên trong hình thể ấy. Bấy giờ, cả hai trở thành một, và sự nhận thức trở nên hoàn toàn. Có thể thực hành điều này giữa hai cá nhân. Trước hết, phải có sự nhận biết tiếp xúc giữa hai người. Họ có thể thấy, nghe và giao tiếp với nhau. Kết quả là sự nhận biết về hình thể hời hợt bên ngoài. Thế nhưng, có thể tiến đến một giai đoạn khác. Khi một người vượt qua cái hình thể bên ngoài và thấu hiểu phẩm tính bên trong người huynh đệ của mình, y có thể chạm đến khía cạnh tâm thức trong người ấy, vốn tương đồng với khía cạnh tâm thức nơi chính mình. Y biết được phẩm tính của cuộc sống người huynh đệ của mình, biết được tính chất các kế hoạch, khát vọng, hy vọng và mục đích của người đó. Y hiểu biết người huynh đệ, và càng tự biết mình và linh hồn của mình, y càng thấu hiểu người ấy nhiều hơn. Cuối cùng, y có thể tự đồng nhất với người huynh đệ, và trở nên giống như người ấy, hiểu biết và cảm nhận như linh hồn của người ấy hiểu biết và cảm nhận. Đây là ý nghĩa của ngôn từ huyền nhiệm trong thư của Thánh John. Chúng ta sẽ giống như Ngài, vì chúng ta sẽ thấy được chân tính của Ngài. Ở đây, tưởng cũng nên nhắc lại một số từ đồng nghĩa, nếu được lưu ý, sẽ làm sáng tỏ phần lớn giáo huấn trong các câu kinh. Nhờ đó, người môn sinh có thể áp dụng, thực hành những ý tưởng này trong cuộc sống của mình. Tinh thần, linh hồn, thân xác. Chân thần, chân nhân, phàm nhân. Siêu ngã, chân ngã, phàm ngã. Người nhận thức, sự nhận thức, điều được nhận thức. Người hiểu biết, sự hiểu biết, phạm vi hiểu biết. Người suy tưởng, tư tưởng, cái trí. Đây là khối pha lê,
phản ánh tư tưởng của người suy tưởng. Cũng cần ghi nhớ rằng, một, ở cõi trần, người nhận thức dùng năm giác quan để tiếp xúc với phạm vi hiểu biết. Hai, cả ba cảnh giới trong tam giới của chúng ta là thân xác thô đặc của đấng mà chúng ta sống, di chuyển và hiện tồn trong ngài. Ba, ở cõi cảm dục hay cảnh giới tình cảm, các loại quyền năng cấp thấp là thông nhãn và thông nhĩ được người nhận thức sử dụng. Khi bị dùng sai, nó sẽ làm bộc lộ con rắn cám dỗ trong vườn địa đàng. 4. Ở cõi trí, người nhận thức sử dụng khoa trắc tâm và khoa biểu tượng, gồm cả khoa số học và hình học để thấu hiểu các cấp hạ trí. 5. Chỉ khi thấy rằng ba cõi này là cấp thấp và thuộc về phương diện sắc tướng, bấy giờ người nhận thức mới đủ điều kiện để có thể bắt đầu hiểu được bản tính của linh hồn và diệu nghĩa của các câu 40-41. 6. Khi đã đạt đến trình độ này, y bắt đầu phân biệt và sử dụng thể trí như giác quan thứ 6. Nhờ đó, y hiểu được phẩm tính nội tại, tức là sự sống ẩn trong phạm vi hiểu biết hay hình thể. Đây là bản tính của linh hồn ngự trong hình hài sắc tướng và thực sự là toàn tri và vô sở bất tại dù còn trong tiềm năng. 7. Qua trung gian của linh hồn nơi chính mình, hành giả có thể giao tiếp với linh hồn trong mọi hình hài sắc tướng. Y thấy rằng tất cả các linh hồn đều là một và có thể dễ dàng nhập vào linh hồn của một hạt nguyên tử hoặc một chú chim hút mật bé nhỏ. Y cũng có thể mở rộng nhận thức theo chiều hướng khác, biết mình là một với Thượng Đế và tất cả các bậc siêu nhân. Câu Kinh 42. Khi người nhận thức hòa hợp cả ngôn từ, ý tưởng hay ý nghĩa và đối tượng, thì đây là điều kiện của trí suy luận phán đoán. Trong câu này và câu sau, Patanjali bàn rộng về cách phô diễn chân lý đã nêu ở phần trước. Xem câu 7. Ông nói rằng tham thiền có hai loại. Một, tham thiền hữu chủng hay là thiền có đối tượng, và vì thế sử dụng trí suy luận phán đoán, thể trí với năng lực cụ thể hóa và khả năng tạo hình tư tưởng. Hai, tham thiền vô chủng hay là thiền không đối tượng, và vì thế sử dụng một năng lực khác. Hành giả chỉ có được năng lực vừa kể khi đã hiểu rõ và sử dụng đúng cái trí cụ thể. Sử dụng đúng bao gồm khả năng làm cho các biến thái của thể trí trở nên yên lặng, khiến citta hay trí tuệ chất trở nên an tĩnh. Bấy giờ, thể trí có thể đón nhận những hiểu biết cao siêu và phản ánh các thực tế cao siêu. Người nhận thức có thể hiểu biết những điều vi diệu theo tiến trình sau đây. Trước hết là ý thức về hình thể bên ngoài. Sau đó vượt qua ngoại hình để đến trạng thái ẩn bên trong hình thể, tức là một loại lực nào đó tạo nên ngoại hình, cho đến khi y thấu đáo được cái nguyên nhân của cả hai cái vừa kể. Trong câu này, cả ba được gọi là ý tưởng, tức là nguyên nhân ẩn trong ngoại hình, ngôn từ, âm thanh tạo nên hình thể, đối tượng, hình thể được tạo bởi âm thanh để phát biểu ý tưởng. Người môn sinh cần hiểu đây là bước đầu của tham thiền và là phương pháp phân tách, vì trong tiến trình này hạ trí được sử dụng. Sự vật được chia tách thành các hợp phần. Y thấy chúng có ba phần như tất cả những sự vật khác trong thiên nhiên. Khi thấu đáo điều này, y thấy rõ tầm quan trọng và ý nghĩa huyền môn của tham thiền. Phương pháp của huyền bí gia trở nên sáng tỏ. Bao giờ trong tiến trình tìm hiểu thiên nhiên, huyền bí gia cũng đi từ ngoại hình vào bên trong để khám phá ra âm thanh đã tạo nên hình thể ấy, hay tất cả các lực đã tạo ra ngoại hình vừa kể. Mọi tập hợp các lực đều có âm thanh riêng do sự tương tác của chúng. Khi đã khám phá được điều này, y thâm nhập sâu hơn vào bên trong để chạm đến cái nguyên nhân, cái ý tưởng hay tư tưởng thiêng liêng
phát xuất từ thượng đế của hành tinh hay thái dương hệ, vốn dĩ làm phát sinh âm thanh, để bằng cách đó mà tạo nên hình hài sắc tướng. Người thông thạo công tác sáng tạo thì bắt đầu từ bên trong, biết rõ cái ý tưởng mà mình muốn thể hiện. Y sướng lên một số linh từ để mang lại những mãnh lực nhằm tạo ra một loại hình thể qua sự tương tác của các lực đó. Càng làm việc ở cấp cao, y càng tiếp xúc với những ý tưởng cao siêu hơn và những âm thanh phát ra càng đơn giản hoặc có tính tổng hợp nhiều hơn. Tuy nhiên, các môn sinh Rara Yoga cần hiểu rõ những điều cơ bản về mọi hình thể. Họ cũng cần quen thuộc với việc chia tách các bộ ba nói trên trong tham thiền. Nhờ thế, rốt cuộc họ có thể tiếp xúc với bất cứ khía cạnh thành phần nào trong đó tùy ý muốn. Theo cách này, họ có thể hiểu được tính chất của tâm thức. Người nhận thức khi đã thành thạo với các biệt hóa kể trên có thể nhập vào tâm thức của các nguyên tử cấu thành mọi ngoại thể hữu hình. Y có thể đi xa hơn và nhập vào ý thức của các năng lượng tạo nên ngoại thể vừa kể. Đây là cái thực nghĩa của cái gọi là đạo quân của tiếng nói. Rốt cuộc, y cũng có thể giao tiếp với tâm thức của đấng cao cả là vị sướng lên linh từ đầu tiên. Đây chỉ là những điểm chính, vì trong khoảng đó có nhiều đẳng cấp sinh linh liên quan đến các âm thanh trung gian mà y có thể tiếp xúc và hiểu biết. Câu kinh 43. Hành giả nhận thức mà không suy luận phán đoán, khi không còn bị trí nhớ chi phối, khi đã vượt khỏi ngôn từ và đối tượng mà chỉ còn thấy ý tưởng. Đây là tâm thái thiền vô chủng, không còn sử dụng cái trí để suy luận và cụ thể hóa. Hành giả không còn xét đến đối tượng, vốn được đưa vào ý thức của cái trí bằng cách nhớ lại hay hồi tưởng. Y cũng không còn nghe những lời định danh nó và phát biểu năng lực của nó. Y chỉ nhận biết cái ý tưởng mà hai phương diện kia phát biểu và đi vào lĩnh vực của ý tưởng và nguyên nhân. Đây là chiêm ngưỡng hay nhập định hoàn toàn, không còn vướng bận bởi hình tướng và tư tưởng. Trong nhập định, người nhận thức lặng nhìn thế giới của các nguyên nhân. Y thấy rõ những sự thôi thúc thiêng liêng. Sau khi đã chiêm ngưỡng hoạt động nội tại của thiên giới, y phản chiếu những gì đã thấy vào thể trí hay cái trí đang yên lặng, và cái trí chuyển sự hiểu biết này vào não bộ của xác thân. Câu kinh 44. Hai tiến trình tập trung nói trên, có hoạt động phán đoán của cái trí hoặc không, cũng có thể được áp dụng cho những điều tế vi. Câu này có ý nghĩa rõ ràng nên không cần giải thích nhiều. Từ tế vi có nhiều ý nghĩa, thế nhưng, theo quan điểm của Patanjali, rất thường được áp dụng cho những gì cốt yếu mà chúng ta ý thức được sau khi đã sử dụng ngũ quan. Ví dụ như, hoa hồng là ngoại thể hữu hình, hương thơm của nó là cái tế vi ẩn trong hình thể. Cái tế vi này cho nhà huyền bí học thấy được phẩm tính của nó, và là kết quả của những thành tố tinh vi hơn giúp nó biểu hiện. Những yếu tố thô kệch hơn tạo thành ngoại thể. Tuy nhiên, bên trong hình thể thô kệch đó là những gì tinh vi hơn mà chúng ta chỉ có thể tiếp xúc qua ý thức sáng tỏ hay nhận thức bén nhạy. Phần luận giải sau đây trong bản dịch của Wood giúp chúng ta hiểu rõ. Nếu suy ngẫm những lời này trong tham thiền, người môn sinh trình độ cao sẽ tìm thấy diệu nghĩa huyền môn rất sâu xa. Nguyên tử của đất được tạo bởi 5 yếu tố lửa, trong đó nổi bật là yếu tố lửa của mùi. Tương tự, nguyên tử lửa của nước được tạo bởi 4 yếu tố lửa, trong đó nổi bật là yếu tố lửa của vị nếm. Tương tự, nguyên tử của lửa được tạo bởi 3 yếu tố lửa, không bao gồm yếu tố lửa của mùi và vị, và trong đó nổi bật là yếu tố lửa của màu sắc. Tương tự, nguyên tử của gió được tạo bởi 2 yếu tố lửa, bắt đầu là mùi, và trong đó nổi bật là yếu tố lửa của xúc chạm.
Tương tự, nguyên tử của không khí chỉ được tạo bởi yếu tố lửa của âm thanh. Nếu ý tưởng này được mở rộng đến đại vũ trụ, chúng ta sẽ thấy mình có thể tham thiền về ngoại thể của Thượng Đế trong thiên nhiên, vừa dùng hoạt động phán đoán của cái trí hoặc không. Bấy giờ, khi đã có kinh nghiệm hành thiền và dùng tác động của ý chí, người môn sinh có thể thiền về bản tính tinh vi nội tại của Thượng Đế, được biểu hiện theo đại luật hấp dẫn. Người Thiên Chúa giáo đề cập đến luật này trong câu Thượng Đế là bác ái. Bản tính của Thượng Đế, nguồn bác ái vĩ đại hay lực hấp dẫn là nguyên nhân của những điều tế vi ẩn dưới lớp màn che của ngoại hình. Câu kinh 45. Cái thô kệch dẫn đến cái tế vi, và qua các giai đoạn liên tiếp, cái tế vi dẫn đến trạng thái sự sống tinh thần thuần khiết gọi là Brahmana. Trong câu kinh này, người môn sinh cần lưu ý đến các cấp độ hay giai đoạn sau đây mà y phải đi qua để thấu đến trung tâm của những gì sâu kín nhất. 1. Cái thô kệch, hình thể, các bhuta, những lớp áo hữu hình. 2. Cái tinh vi, tính chất hay phẩm tính, các tanmacha, indriya hay giác quan, cơ phận của giác quan hoặc những gì được cảm nhận. Có thể áp dụng những điều vừa kể cho tất cả các cảnh giới trong tam giới liên quan đến con người. Chúng có liên quan mật thiết với các cặp đối cực mà y phải cân bằng trên cõi tình cảm. Ẩn trong tất cả những điều vừa kể là trạng thái thăng bằng, gọi là Brahmana, nguyên nhân của những gì được tiếp xúc về mặt thể chất và cảm nhận tế vi. Có thể gọi trạng thái thăng bằng này là chất liệu nguyên thủy không thể phân giải, là vật chất hợp nhất với tinh thần, chưa biệt hóa, chưa có hình dạng hay biểu hiệu rõ rệt. Ẩn trong ba cái kể trên là nguyên khí tuyệt đối. Thế nhưng, ba cái kể trên là tất cả những gì mà con người có thể biết khi đang ở trong cuộc biểu hiện. Trong luận giải của ông, Vivek Ananda có nói như sau: các đối tượng thô kệch hơn chỉ là những nguyên tố, và vạn vật được tạo ra từ những nguyên tố ấy. Năm đối tượng bắt đầu với các tanmacha hay là năm phân tử. Các cơ quan, cái trí tổng hợp cả các giác quan, tính vị kỷ, trí tuệ chất, nguyên nhân của mọi sự biểu hiện. Trạng thái quân bình của sattva, rajas và tamas, ba đặc tính của vật chất, gọi là Brahmana, chủ thể. Prakriti, thiên nhiên, hoặc avyakta, cái không biểu hiện. Tất cả đều được bao gồm trong phạm trù năm đối tượng. Chỉ riêng Purusa, linh hồn, là ở ngoài định nghĩa này. Ở đây, rõ ràng Vivek Ananda chuyển dịch Purusa là linh hồn, nhưng từ này thường được dịch là tinh thần và chỉ về trạng thái thứ nhất. Câu kinh 46. Tất cả những điều nói trên là tham thiền hữu chủng. Bốn câu kinh trên đây đã bàn về những hình thức tập trung xoay quanh một đối tượng. Đối tượng ấy có thể liên quan đến những gì tế vi và vô hình, nhìn theo quan điểm của cõi hồng trần. Thế nhưng, theo quan điểm của chân nhân hay con người tinh thần, đối tượng ấy thực tế là phi ngã. Hành giả quan tâm đến những gì mà trong bất cứ khía cạnh nào của nó cũng có thể đưa y vào các lĩnh vực không chính yếu là thuộc về tinh thần thuần khiết. Tuy nhiên, ở đây chúng ta cần lưu ý rằng cả bốn giai đoạn nói trên đều cần thiết và phải đi trước bất cứ sự nhận thức nào có tính tinh thần nhiều hơn. Cái trí của mỗi người chính nó không được cấu tạo để hiểu những gì thuộc về tinh thần. Khi đi từ giai đoạn này đến giai đoạn khác của tham thiền hữu chủng, bao giờ hành giả cũng ngày càng tiến gần hơn đến nguồn cội của mọi hiểu biết, và rốt cuộc y sẽ giao tiếp với điều mà y đang tham thiền. Bấy giờ, y sẽ hiểu được bản tính của chính người suy tưởng là tinh thần thuần khiết. Bấy giờ,
y không còn bận tâm đến những bước, những giai đoạn, đối tượng, chủng tử, cơ quan, hình hài sắc tướng, dù tinh tế hay thô kệch, và chỉ biết có tinh thần. Y vượt cao hơn cả xúc cảm và trí năng, và chỉ còn thấy chính thượng đế. Y không còn cảm nhận các rung động thấp kém, y không còn thấy màu sắc, chỉ biết ánh sáng. Linh ảnh mờ đi, và y chỉ nghe âm thanh hoặc linh từ, chỉ còn con mắt của Shiva và người chi kiến tự đồng nhất với cái thấy thiêng liêng này. Bốn sự giải trừ kể trên là bốn giai đoạn nhận thức, những giai đoạn đưa hành giả ra khỏi thế giới sắc tướng, đi vào lĩnh vực vô sắc tướng. Điều thú vị là so sánh bốn giai đoạn diễn tiến của tham thiền hữu chủng với bốn giai đoạn nói trên. Cũng có thể nói thêm rằng, trong bất cứ lối thiền nào còn nhận biết tâm thức thì tất có đối tượng. Trong một lối thiền mà người nhận thức còn biết cái được thấy thì tất có tình trạng nhận thức về hình tướng. Chỉ khi nào toàn bộ hình tướng và chính phạm vi hiểu biết đều mờ đi và người tri thức tự biết chân tính của mình, đắm chìm trong sự chiêm ngưỡng bản tính tinh thần thuần khiết của mình, bấy giờ y mới có thể đạt đến tâm thái thiền lý tưởng, vô sắc tướng, vô chủng, không đối tượng. Đến mức này, cả ngôn ngữ của huyền bí gia và thần bí gia đều không còn sử dụng được, vì ngôn ngữ chỉ bàn về cái khách quan ngoại tại và sự liên hệ của nó với tinh thần. Thế nên, tâm thái thiền cao siêu này tương tự như tình trạng ngủ yên hay xuất thần, nhưng tương phản với sự ngủ yên của thân xác hay sự xuất thần của người đồng tử. Bởi vì trong đó con người tinh thần hoàn toàn tỉnh thức trên những cảnh giới bất khả tư nghị. Người ấy hoàn toàn trực thức chân tính tinh thần của mình. Câu kinh 47. Khi đến trạng thái nhập định cấp cao này, nhà yêu ghi hoạch đắc nhận thức tinh thần thuần túy qua sự thăng bằng yên lặng của chitta, trí tuệ chất. Các từ ngữ Bắc Phạn dùng trong câu này chỉ có thể được chuyển dịch thành những thuật ngữ trong sáng bằng cách dùng những cụm từ khiến cho phiên bản tiếng Anh trở nên sáng tỏ hơn. Có thể nêu nguyên nghĩa của câu này như sau. Có sự thanh tịnh và minh bạch khi chitta yên lặng. Cần ghi nhớ cái ý tưởng ẩn tàng là sự thanh khiết đích thực, có nghĩa là không còn bị hạn chế. Vì thế, mà có hàm ý nhận thức tinh thần thuần túy. Kết quả là sự giao tiếp của linh hồn với chân thần hay tinh thần. Sự hiểu biết qua giao tiếp này được truyền đến não bộ trong thân xác. Điều này chỉ khả dĩ có vào một giai đoạn thực hành yoga rất cao, khi trí tuệ chất hoàn toàn yên lặng. Hành giả biết được Đức Chúa Cha ở trên trời, như Ngài được Đức Chúa Con hiển lộ cho Đức Mẹ. Chỉ còn sát va hay tiết điệu được biểu hiện. Trong khi đó, rajas động và tamas tịnh được chế ngự và kiểm soát. Ở đây cần lưu ý rằng sát va chỉ về tiết điệu nhịp nhàng của các thể mà trong đó nhà yogi đang hoạt động. Và chỉ khi các thể này phát biểu đặc tính cao nhất trong ba guna hay là các đặc tính của vật chất nói trên, hành giả mới biết được cái cao siêu nhất hay là trạng thái tinh thần. Khi đặc tính rajas nổi bật, trạng thái thứ hai biểu lộ. Khi đặc tính tamas ngự trị, người ta chỉ còn biết đến trạng thái thấp nhất. Có sự tương đồng thú vị giữa trạng thái tịnh hay tama của vật chất và tình trạng các thể của nhà yogi khi vị này ở trong trạng thái samadhi cao siêu nhất. Bấy giờ, chuyển động sát va hay tiết điệu nhịp nhàng trở nên hoàn hảo đến nỗi, theo cái thấy của người bình thường đó chỉ là tình trạng yên lặng. Thực ra, đó chính là sự thăng hoa của tình trạng tamas hay trì trệ của chất liệu thô trượt nhất. Những dòng sau đây trích từ phần luận giải trong bản dịch của Wood về các câu kinh sẽ rất hữu ích. Khi không còn bị che án bởi sự nhơ bợn, đặc tính sát va của chất liệu tư duy cốt yếu là ánh sáng, lưu truyền một cách sáng tỏ, liên tục, không còn bị tràn ngập bởi rajas và tamas.
Đây là sự trong sáng. Khi sự trong sáng phát sinh trong trạng thái thăng bằng quán tưởng cao siêu, nhà yogi đạt điều gọi là sự bình an nội tâm không hề dao động và thấy được tia chớp Sputta thấu ngộ. Tia chớp này không liên tục xuyên qua trình tự của các diễn tiến kinh nghiệm thông thường. Thực tính của nó hàm chứa mục tiêu đã định. Sự nhơ bợn là gia giác và ta mát tích tụ. Đó cũng là sự thô trược với đặc trưng che án. Có sự trong sáng khi không còn tình trạng này. Qua nghiêm trì giới luật, theo đúng các phương tiện của yoga và bền lòng tham thiền, hành giả đã thành công trong việc buông xả mọi hình tướng và tự đồng nhất với cái vô sắc tướng. Y đã đến tâm điểm sự sống của mình. Từ tâm điểm nhận thức tinh thần thuần khiết này, y có thể làm việc với khả năng ngày càng tăng mãi mãi về sau. Qua thực hành, y tăng cường nhận thức đó và chọn cả đời sống, công việc và những tình huống đều được xem như các hoạt cảnh thoáng qua mà y chẳng bận tâm. Tuy nhiên, y có thể chiếu rọi chúng với ánh sáng tinh thần thuần khiết. Y là ánh sáng đó và biết mình là một thành phần trong ánh sáng của thế giới. Và trong ánh sáng đó, y sẽ thấy được ánh sáng cao siêu hơn. Y biết được thực tính của sự vật và nhận ra rằng tất cả những gì mà từ trước đến nay được xem là thực tế thì chỉ là ảo tưởng. Y đã nhìn xuyên qua đại ảo ảnh và thấy bên trong có cái ánh sáng vốn tạo ra nó. Để từ đó về sau, y không còn nhầm lẫn. Y có ý thức đúng về giá trị và ý thức chính xác về sự cân đối tỷ lệ. Y không còn bị lừa gạt, hoàn toàn thoát khỏi những gì giả trá. Đến trình độ này, hành giả không còn bị ảnh hưởng bởi sự vui sướng và khổ đau. Y chìm trong chân phúc của sự tự thức. Câu kinh 48. Nay hành giả nhận thức hoàn toàn chính xác, hay là trí y chỉ hiển lộ sự thật? Cả hai cách hiểu đều được đưa ra ở đây, vì chừng như cả hai bổ túc cho nhau để có ý tưởng đúng thực hơn là mỗi bản dịch riêng rẽ. Từ chính xác được dùng theo ý nghĩa huyền môn và chỉ về cách nhìn của người nhận thức đối với tất cả các hiện tượng. Cần biết chính xác thế giới ảo tưởng và thế giới của sắc tướng. Điều này thực sự có nghĩa là cần đánh giá đúng mối liên hệ của mọi hình tướng với tên gọi hay từ khởi thủy của nó. Khi diễn trình tiến hóa hoàn thành, mọi hình thể biểu hiện thiêng liêng phải đáp ứng chính xác với tên gọi của nó, hay là đáp ứng với linh từ làm phát khởi xung lực ban đầu để giúp cho sự sống biểu hiện. Vì thế, bản dịch thứ nhất nhấn mạnh ý tưởng này và đề cập đến 3 yếu tố. 1. Ý tưởng. 2. Linh từ. 3. Hình thể phát sinh. 3 yếu tố này cũng đương nhiên mang theo một bộ 3 khác. 1. Thời gian nối kết cả 3. 2. Không gian tạo nên 3 yếu tố đó. 3. Cuộc tiến hóa là diễn trình tạo thành. Một kết quả của điều này là sự biểu dương định luật và sự chính xác hoàn thành mục đích của Thượng Đế. Nhà yogi nhận biết điều này khi đã giải trừ thành công mọi hình tướng khỏi tâm thức của mình và ý thức được cái ẩn trong mọi hình tướng. Cách hiểu thứ hai cho thấy y thực hiện như thế nào. Khi trí tuệ chất hoàn toàn yên lặng và hành giả chú tâm vào yếu tố không phải là cái trí hay bất cứ hạ thể nào cả, thì nó có thể truyền đến não bộ trong thân xác một cách đúng đắn, chính xác, không nhầm lẫn những gì được nhận thức trong ánh sáng của Sekina. Ánh sáng này tuôn giải từ thánh điện thiêng liêng mà hành giả đã bước vào đó. Y biết được sự thật và thấu hiểu cái nguyên nhân của mọi hình thể trong tất cả các giới tiến hóa của thiên nhiên. Đây là sự khải thị huyền thuật chân chính và là điều then chốt của công tác huyền thuật mà tất cả các nhà yogi đích thực và những vị cao đồ đều tham gia. Câu kinh 49. Nhận thức nói trên có tính độc đáo và hiển lộ những điều mà cái trí suy đoán qua bằng chứng, suy luận và diễn dịch
không thể thấu hiểu. Ở đây có thể nói rằng, với các khía cạnh và công dụng khác nhau của nó, cái trí của con người chỉ hiểu được những gì có tính khách quan, ngoại tại. Thế nhưng, chỉ khi đồng nhất với tinh thần, hành giả mới thấu đáo được bản tính và thế giới của tinh thần. Chưa bao giờ có ai đã thấy được Thượng Đế. Chỉ người con một của Ngài, đang ở trong lòng của Đấng Cha Lành, là đã hiển lộ được Ngài. Chỉ khi hành giả tự biết mình là một người con của Thượng Đế, chỉ khi Đấng Christ trong y thị hiện và sự sống Christ biểu lộ viên mãn, và chỉ khi y hợp nhất với thực tính tinh thần nội tại này, tức là chân ngã của y, thì bấy giờ y mới có thể thấu đáo được những điều bàn ở đây, hiểu biết về Thượng Đế và tinh thần, độc lập với vật chất hay hình thể. Bằng chứng qua bao thời đại cho thấy mãnh lực hay sự sống tinh thần trên thế giới. Từ kinh nghiệm sống của muôn triệu người có thể suy ra rằng tinh thần vốn hiện hữu. Khi xem xét thế gian này, tức là đại ảo ảnh, có thể hợp lý kết luận rằng hẳn phải có cái nguyên nhân vốn tự hữu và tự tồn ẩn trong bức màn ảo ảnh đó. Tuy nhiên, chỉ những ai có thể nhìn xuyên qua mọi hình hài sắc tướng và có thể vượt qua khỏi mọi hạn chế trong tam giới, cái trí, tình cảm và những sự vật của giác quan hay là những thứ cám dỗ trong đời mới có thể biết, không còn băn khoăn nghi ngờ gì nữa, rằng Thượng Đế đang hiện hữu và biết mình chính là Thượng Đế. Bấy giờ, người ấy biết được sự thật và chân lý này giúp y giải thoát, tự do. Nhà yogi vượt cao hơn lĩnh vực hiểu biết, những phương tiện để hiểu biết và chính sự hiểu biết. Y nhận ra điều trọng đại là không có gì khác ngoài Thượng Đế. Y nhận ra rằng sự sống của Ngài là duy nhất và có thể tìm thấy đang linh động trong hạt nguyên tử tế vi cũng như trong hạt nguyên tử đại vũ trụ. Y thấy mình đồng nhất với nguồn sống đó. Y thấy nó ở trung tâm đời sống của mình. Ở đó, y có thể tự hòa mình vào nguồn sống của Thượng Đế, như có trong hạt vi tử nguyên thủy, hoặc y cũng có thể mở rộng nhận thức cho đến khi tự biết mình là sự sống của Thái Dương Hệ. Câu kinh 50. Nó khắc phục hay thay thế toàn bộ các ấn tượng khác. Trước khi có được nhận thức chân thực này, người quán tưởng đã tùy thuộc vào ba phương pháp khác để xác định chân lý. Tất cả các phương pháp vừa kể đều có tính cách hạn chế và bất toàn. Đó là 1. Nhận thức giác quan. Theo phương pháp này, con người ở trong cơ thể xác định tính chất của thế giới bên ngoài qua trung gian của 5 giác quan. Y biết đến những gì có tính khách quan và hữu hình, và nghe, thấy, tiếp xúc, nếm và ngửi những sự vật của cõi hồng trần. Tuy nhiên, y chỉ làm việc với cái hậu quả do sự sống nội tại tạo nên. Nhưng y không có manh mối nào về các nguyên nhân hay những năng lượng nội tại sản sinh ra chúng. Do đó, y giải thích sai lầm về chúng, dẫn đến việc đồng hóa một cách nhầm lẫn với chúng và các tiêu chuẩn giá trị sai lệch. 2. Nhận thức trí năng. Khi sử dụng thể trí, người quan sát ý thức được một cấp hiện tượng khác và tiếp xúc với thế giới tư tưởng. Y tiếp xúc với loại chất liệu mà trong đó có ghi những xung lực tư tưởng của hành tinh chúng ta và cư dân trên hành tinh này. Y cũng tiếp xúc với những hình thể tạo bởi các xung rung động phát biểu một số ý tưởng và dục vọng. Hiện nay chính yếu là dục vọng. Do nhận thức sai lầm qua việc sử dụng các giác quan và diễn giải sai những điều cảm nhận được, các hình tư tưởng này chính là những biểu lộ méo mó của thực tại. Chúng chỉ phát biểu các xung lực và phản ứng thấp thỏi vốn phát ra từ các giới hạn đẳng trong thiên nhiên. Người môn sinh cần lưu ý rằng, chỉ khi nào y thực sự bắt đầu sử dụng thể trí của mình, chứ không bị nó sử dụng. Bấy giờ, y mới giao tiếp được với những hình tư tưởng tạo bởi các vị hướng đạo nhân loại và nhận thức thật đúng với những hình tư tưởng đó. 3.
trạng thái nhập định cấp cao. Trong trạng thái này, nhận thức thực sự chính xác và các phương thức tri kiến nói trên được thấy đúng mức cân đối tỷ lệ. Người quan sát không còn cần dùng các giác quan, trừ khi sử dụng chúng cho công tác kiến tạo trên những cảnh giới mà chúng có liên quan. Nay y có khả năng tránh được sai lầm và ý thức chỉ hiển lộ cho y thấy thực tính của sự vật. Những điều kiện chi phối giai đoạn này có thể kể ra như sau. 1. Hành giả trở nên linh hoạt trong bản tính tinh thần. 2. Y tự biết mình và hoạt động với tư cách linh hồn, đấng Christ. 3. Chitta hay trí tuệ chất của y ở trạng thái yên lặng. 4. Suchama hay sinh mệnh tuyến đang hoạt động đầy đủ và các hạ thể được chỉnh hợp trên tuyến này tạo nên một đường truyền thông trực tiếp với não bộ trong thân xác. 5. Bộ não được huấn luyện để chỉ đóng vai trò chiếc máy thu các ấn tượng chân thực một cách bén nhạy. 6. Con mắt thứ 3 đang trong tiến trình khai mở. Về sau, khi các luân xa được khơi hoạt với sự kiểm soát hữu thức, chúng giúp hành giả giao tiếp với các loại năng lượng thất phân khác nhau trong 7 cảnh giới của Thái Dương Hệ. Nhờ khả năng nhận thức chân lý đã phát triển, hành giả có thể tránh khỏi sai lầm và những điều nguy hiểm. Điều nói trên đã được Sacklon, Johnstone bàn rất rõ ràng, thỏa đáng trong phần luận giải của ông về câu này như sau. Có thể nói, mỗi trạng thái hay phạm vi của cái trí, mỗi lĩnh vực hiểu biết được đạt đến nhờ trí năng và tình cảm đều là một trạng thái nội tâm. Giống như hình ảnh trong trí về một sân khấu trên đó có các diễn viên là một trạng thái hay một phạm vi ở nội tâm. Khi tri kiến thuần khiết như của thi sĩ, triết gia, vị thánh chan chứa trong phạm vi đó thì tất cả những điều thấp kém hơn bị loại ra. Tâm thức cao siêu này thay thế toàn bộ tâm thức thấp thỏi. Thế nhưng, trong một ý nghĩa nào đó, điều được thấy như một thành phần, dù với nhãn quan của nhà hiền triết, vẫn còn có yếu tố ảo tưởng, một lớp màn mong manh ở nội tâm, dù là một bức màn thanh khiết và chói rạng đến đâu. Đó là trạng thái nội tâm sau cùng và cao nhất. Câu kinh 51. Khi chính trạng thái nhận thức này cũng được chế ngự hay thay thế, hành giả đạt đến Samadhi thuần túy. Sau khi hướng dẫn chúng ta đi qua những giai đoạn khác nhau để mở mang tâm thức, từ tham thiền hữu chủng đến phương thức thiền mà trong đó các giác quan và cái trí đều được thay thế, vị huấn sư cao cả Patanjali đưa chúng ta vào một trạng thái mà ngôn từ không cách nào diễn tả. Nhà yogi Đông Phương dùng từ Samadhi để nói về trạng thái tâm thức khi hành giả tiếp xúc, thấy và biết thế giới mà trong đó con người tinh thần đang hoạt động và các cấp độ hay cảnh giới vô sắc tướng của Thái Dương Hệ chúng ta. Người tri kiến có thể tùy ý tiếp xúc với phạm vi hiểu biết của tam giới, lĩnh vực của ảo ảnh và ảo tưởng bằng cách sử dụng cái khí cụ mình có. Thế nhưng, một thế giới mới mở ra, trong đó y thấy tâm thức của mình là một với tất cả các năng lượng khác hay là những biểu lộ hữu thức của sự sống thiêng liêng. Bức màn cuối cùng của ảo tưởng bị dẹp bỏ, y thấy thực chất của đại tà thuyết chia rẽ và có thể nói theo lời Đức Christ. Con cũng không chỉ cầu nguyện cho những người này mà còn mong họ tỏ lời tin tưởng nơi con, để tất cả họ có thể là một. Thưa cha, như ngài đang ở trong con và con trong ngài, để họ cũng có thể là một với chúng ta, để thế gian có thể tin rằng ngài đã sai con đến đây. Và nguồn vinh quang ngài đã ban cho con nay con trao cho họ, để họ có thể là một, thậm chí như chúng ta đang là một. Con trong họ và ngài trong con, để họ có thể trở nên hoàn thiện trong hợp nhất, và để thế gian có thể biết rằng ngài đã sai con và đã yêu thương họ như ngài đã yêu thương con. John 17:20-23.